cái người đó mà hành thiền mà không có tu tịnh độ thì mười người chỉ được một thôi ngài là một thiền sư nhưng mà ngài nói như vậy đó tại sao vì thiền là xếp vô trong hàng thượng căn thượng trí cái hàng thượng căn thường trí cái người mà có khả năng á, nghe âm thanh không có tiếng không? cái người mà có khả năng á, đi sâu về nội quán để nội chứng và thấy được mọi việc ở trên cuộc đời này thấy đúng được sự thật thì đây là cái pháp mà phải nói là cao nhất ở trong phật giáo chúng ta cái pháp của đức phật tất cả các pháp môn tu đều nhắm vào trong cái chỗ mà phát quy trí tuệ thấy biết sự thật thấy đúng sự thật thấy đúng và biết đúng thì không phạm phải, phải một cái sai lầm nào trên cuộc đời này nữa thì người đó mới là con người giải thoát theo đức phật nhưng mà trên thực tế đó, Ngài thấy Đa số đó, Thì chúng ta thuộc về hàng trung hàng hạ Hàng trần lao nghiệp trước Cho nên đó, Khi mà Tu theo Phật Giáo Nguyên Thủy Thực hành 37 trợ đạo phẩm Đã khó rồi Làm cho ba nghiệp mình thanh tịnh Đã khó rồi Đương nhiên Để mà phát sanh ra tuệ giác Thì khó hơn nữa cho nên từ cái chỗ đó đó mà ngài đề cao cái pháp môn tịnh độ niệm phật để vãng sanh tịnh độ niệm phật để vãng sanh tịnh độ nhưng mà niệm phật vãng sanh đó, thì phải đòi hỏi chúng ta đạt tới cái trình độ gọi là nhất tâm bất loạn tức là tu phải thấy được đức phật di đà phải thấy được thế giới cực lạc mà thấy Đức Phật Di Đà thấy thế giới cực lạc là cũng phải thấy bằng tâm mà cái tâm thanh tịnh rồi thì mới thấy được thế giới cực lạc và thấy được Phật ở Di Đà thì đấy là thiền cho nên thiền và tịnh độ của ngài đó nó là một vì vậy đó mà ngài nói cái người tu thiền đó, mà thêm cái tịnh độ vô đó thì giống như con hổ mà mọc thêm được hai cái cánh không? Hay là con hổ mọc thêm hai cái sừng đi Tức là nó tạo nên có cái sức mạnh Để chúng ta thu hành Đấy. Nhiều khi chúng ta ngồi yên Chúng ta không thanh tịnh Mà nhờ niệm Phật chúng ta thanh tịnh Đấy. Nhưng mà niệm Phật Thì niệm cho đúng Có ý nghĩa Tại vì niệm Phật Là ngài dạy chúng ta Tức là nghĩ về Đức Phật Di Đà Chứ không phải kêu tên Đức Phật Di Đà mà người không biết là cứ kêu tên nữa mà không nghĩ tới đức phật di đà Ta ra nghĩ tới đức phật di đà là chúng ta nghĩ cái gì chúng ta nghĩ tới sanh thân của đức phật di đà ta nghĩ tới báo thân của đức phật di đà và ta nghĩ tới pháp thân của đức phật di đà nên ta nghĩ cái này để ta chứng mà nghĩ cái này mà thấy được cái này đó thì cái này đó, chứng được pháp thân rồi à, tức là đi vào trong cái cốt lõi của thiền rồi. Cho nên tu tịnh độ là tu thiền. Cái quan trọng là chỗ đó nhé. Tức là nghĩ về sanh thân, rồi nghĩ về báo thân, rồi nghĩ về pháp thân. Ta nên nghĩ về sanh thân của Đức Phật Di Đà đó. Thì mình nghĩ về ngài đó là mình nghĩ về con người mà phước đức trí tuệ đầy đủ, con người không có lỗi lầm, con người nhìn đâu cũng chê được hết. tức là con người đã biết chính xác và làm việc kết quả tốt. đây chúng ta nghĩ tới Đức Phật Di Đà Ta nghĩ, đó là con người mà con người tốt, tốt là gì? họ thấy được chính xác và họ làm kết quả tốt lợi ích cho mọi người bằng chứng cụ thể đó là ngài xây dựng được cái thế giới cực lạc ngài tạo được cái điều kiện cho người ta tới đó người ta tu đó. cho nên trên bước đường tu đó, thấy đức phật di đà tức là thấy cái việc làm của ngài thấy cái thành quả của ngài chứ mà đức di đà này, là có cái nghĩa là vô lượng quan là ngài thấy chính xác lắm vô lượng thọ ngài sống lâu vô lượng công đức ngài làm được nhiều việc cho nên nghĩ tới đức phật di đà ta nghĩ tới cái này thì bây giờ nó ta nghĩ tới cái này thì bây giờ chúng ta nghĩ ta tu tịnh độ này có nghĩa là làm sao mà ta thấy được chính xác làm sao mà chúng ta sống lâu được làm sao mà ta tạo được nhiều công đức đây là việc quan trọng cho nên người tu tình độ thực thì ở trên đời này họ tạo được rất nhiều công đức họ làm rất nhiều cái việc tốt mà để lại cho cuộc đời đó là cái việc quan trọng nên hòa thượng pháp chủ dạy là sống lâu là quan trọng nhưng mà quan trọng hơn là làm được cái gì lợi ích cho cuộc đời đây Chứ còn sống lâu mà không làm được cái gì hết thì sống lâu không chí? Đức Phật Di Đà là đủ ba việc. Sống lâu và làm được nhiều việc công đức. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu tịnh độ đó là phải nghĩ tới làm được công đức. Cái này mới quan trọng. Sống lâu và làm được nhiều việc công đức. Và nhìn đời một cách chính xác. Chính xác là người ta biết được nên làm mà không nên làm chứ. Việc nào nên làm, sanh ra công đức thì ta làm. Còn cái việc nào sanh ra tội lỗi thì ta tránh rồi. Đây là cái người tu tịnh độ. Cho nên thực chất của người tin tu tịnh độ đó là cái con người họ nó hoàn toàn tốt. Mà Hòa Thượng Pháp Chủ dạy chúng ta gì? Tâm sạch và thân sạch. Đấy. Đấy, Đức Phật Di Đà đó là nhờ cái tâm Ngài trong sạch cho nên cái thân Ngài trong sạch. Cái thân trong sạch và cái tâm trong sạch. Đây là Phật Di Đà. Tu tình độ đó thì cái điều quan trọng nhất là làm sao cho cái thân này chúng ta trong sạch trước. Rồi đi tới thêm cái nữa là cái tâm trong sạch. Thân trong sạch và tâm trong sạch là người tu tình độ. Thanh chức tịnh nó có nghĩa là trong sạch. Mà cái tâm không trong sạch và cái thân không trong sạch thì cái trường hợp này không phải tu tình độ. Cho nên ngài nói thêm cái nữa đó Sống lâu được là nhờ tâm trong sạch và nhờ thân trong sạch thì tất cả các phật tử mình tu hành thì làm sao cho cái thân mình trong sạch và cái tâm mình trong sạch đó là tu tinh độ cho nên đây là cái việc quan trọng rồi khi mà chúng ta thấy Đức Phật cái tâm trong sạch cái thân trong sạch cái tuệ sáng suốt và làm được nhiều chuyện công đức Thì bây giờ hỏi tại sao Đức Phật làm được như vậy Làm được công đức Thì bảo rằng là Ngài làm được công đức Là nhờ cái thân Ngài trong sạch Tâm trong sạch Và Ngài có trí tuệ Thì bây giờ hỏi làm sao để có trí tuệ Thì Đức Phật Thích Ca nói thêm cho chúng ta biết Là Đức Phật A-di-đà Là cái người đó mà ham học ham tu tất cả các phật tử chúng ta nghiệm xem coi mình có thực ham học ham tu không? thầy hồi nhỏ tu tình độ đó thì thầy nói này là trong đời đó thầy chỉ thích làm hai việc thôi tức là một là được học hai là được làm việc ở trên đời này chỉ thích thầy cái đó thôi còn tất cả những cái khác có thể để cho thiên hạ hết quyền lợi danh vọng địa gì tất cả những cái gì đó để cho thiên hạ ấy. còn mình sanh ra đó là cần phải học tên học mới hiểu biết được mới có trí tuệ chứ tên đức phật di đà là cái người ham học thấy cái gì mà thiên hạ biết mình chưa biết Thì nhất định phải học cho được cho nên khi ngài làm vua mà ngài thấy có một đức phật ra đời có đức phật ra đời thì đức phật thì đương nhiên là cái hiểu biết của ngài nó quá cao siêu đi cho nên từ cái chỗ đó ngài bỏ ngôi đi tu người sau người ta hay diễn dịch cái câu bảo là di đà xưa cũng làm vua bỏ ngôi bỏ nước vào chùa mà và tu Thế nên với điều kiện vô chùa tu phải có bực thánh tăng có bực cao tăng có đức phật có chỉ đạo thì bây giờ ta tu mới có kết quả chứ cho nên làm vua mà bỏ ngôi bỏ nước vô chùa tu á mà tu không có kết quả gì hết thì cái trường hợp này sao anh nên vô chùa tu rồi nữa tôi không có kết quả rồi buồn quá rồi treo cổ chết giống như lý huệ tôn thì cái này không nên làm vua đó bỏ ngôi bỏ nước vô chùa tu nhường ngôi cho lý chi hoàng xong rồi để vô chùa tu tu rồi buồn quá treo cổ chết đi cái này sai ta nếu vô chùa tu với điều kiện đó phải có bực minh sư tức là có thầy chỉ đạo đức phật di đà xưa khi đi tu đó là nhờ gặp được đức phật thế từ tại dương gặp được đức phật bảo tàng bảo tàng tức là cái kho tàng quý báo cái kho tàng quý báo tức là cái kho tàng trí tuệ đó ngài thấy cái này ngài ham quá ở ngoài đời nó cả đời làm vua cả đời mình nó cực khổ nhưng mà cái kết cuộc thì thế nào còn bây giờ đức phật thì hoàn toàn khác đức phật thì hoàn toàn khác cho nên ngài nhìn thấy được cái kho tàng mà trí tuệ của đức phật cho nên ngài ham học cho nên bỏ, bỏ ngôi đi tu cho nên học là trên hết, trí tuệ là trên hết. thì cái trường hợp đó học là trên hết, trí tuệ là trên hết thì cái này Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo đại thừa, Phật giáo kim cương thừa, Phật giáo nào đi nữa nữa cái thực chất của nó là cũng phải đặt cái vấn đề học là trên hết. đi tu mà không học thì tu mù sao? cái gì thiên hạ biết mình phải biết, thiên hạ không biết mình cũng biết thì là Phật chứ thiên hạ biết mà mình không biết đó, mà mình nói mình biết cái gì trên nữa làm sao có đây là ảo ảo vọng mọi việc thiên hạ biết đức phật di đà biết hết rồi bây giờ gặp thế từ tại vương đó, thì cái trường hợp đó nhiều cái mà ngài chưa biết được bây giờ nghe phật nói ngài mới biết được cho nên ngài thấy hay quá do đó bỏ ngôi bỏ nước đi tu chứ Đi tu là muốn học được những cái gì mà mình muốn biết mà mình chưa biết này. Mọi cái thiên hạ biết mình biết là chuyện bình thường. Bây giờ mình phải biết những cái thiên hạ chưa biết được. Cái đó là của thánh hiền tiên Phật. Đây những hàng siêu xuất ở trên cho nên mình theo mình học là học cái này. Vì vậy đó mà theo học như Đức Phật thì hết lòng mà học thành ra học mà đến cái mức mà quên ăn bỏ ngủ cho đến không còn có một cái gì mà ngài không biết nữa cho nên bây giờ đức phật mới nói à, ông tỳ kheo pháp tạng này nữa là cái gì mà của tôi biết là ông biết hết rồi cho nên đặt tên ông là pháp tạng tức là ông là cái kho Đức Phật là bảo tạng Tôi là cái kho quý báo Còn ông vua vô trách niệm này nữa Ông này nữa là bây giờ nữa Cái gì cũng biết hết nữa, Cho nên là ông là pháp tạng Thế nên là thầy là bảo tạng Mà trò là pháp tạng phải không? Nó có nghĩa là sao? Tức là ông thầy Mà từ cái học biết Rồi biến cái hiểu biết của học này đó trong cái vấn đề tu rồi tu đó nó mới có cái kết quả cho nên mới thành quý báo cho nên chúng ta học không mà chúng ta chưa tu đó biết hết thành có người cái gì cũng biết hết nhưng mà cái này người ta gọi là cái đại sách cái đại sách cái tủ sách ông đó cái gì cũng biết hết nhưng mà không phải ông phật các phật tử nên nhớ chỗ đó Ông Phật đó là cái gì cũng biết hết Nhưng mà thêm cái nữa cái gì cũng làm được hết Biết và làm hai cái này xong với nhau Pháp tạng nó thì biết nhưng mà chưa làm Còn bảo tạng nó thì biết nhưng mà làm Làm rồi có kết quả Thì bảo tạng như lai là giáo hóa chúng sanh ở trên Trên quả môn còn pháp tạng tỳ kheo là giáo hóa chúng sanh ở trên trên nhân môn không? Thế nên cái gì ngài biết ngài dạy lại mình còn đức phật thì giáo hóa trên quả môn cho nên ngài không nói đức phật không nói làm tin rồi ngồi đó nhưng mà mọi người sống chung quanh ngài đó thì cảm thấy bình yên cảm thấy bình yên cảm thấy tâm mình an lành rồi lần lần cái trí tuệ mình sáng ra cho nên cái chỗ này đó, gọi là pháp vô ngôn Đức Phật đó là nói được cái pháp vô ngôn tức là quả môn. Tại người đã tu có kết quả rồi, thì nhìn thấy cái quả đó mà người ta, ta phát tâm ta tu chứ. Tại hỏi tại sao vậy? thì ngài trả lời đơn giản thôi, tôi nhờ tu mà được thôi. Tại nên mấy ông tu mấy ông cũng được thôi. Đây là cái nguyên tắc. Cho nên giáo hóa trên quả môn và giáo hóa trên nhân môn hai cái này khác nhau mình biết mình nói ra nhưng mà mình làm có kết quả rồi đó thì bây giờ không nói nhưng mà ta nhìn thấy cái quả mình đó ta tu ta nhìn ta thấy cái kết quả của mình đó thì người ta tự theo người ta tự tu người ta tự xin mình ta tu thôi biết không? đó cho nên, nên lúc bây giờ đức phật A Di Đà mới học được cái này à, bây giờ tôi biết hết rồi nhưng mà còn một điều á là tôi chưa làm được như như thầy. Thì bây giờ để làm sao mà được cái này? Thì Đức Bảo Tạng Như Lai nói dễ thôi. Dễ thôi. Tức là ban đầu là chúng ta phải biết là giai đoạn đầu. Nhưng mà giai đoạn hai là chúng ta phải làm hành Bồ Tát đạo. Phải hành Bồ Tát đạo tức là phải làm Chứ không phải biết rồi đó Để cái biết của chúng ta mà cứ nói không phải không Thành ra phải đem cái hiểu biết chúng ta ra Mà ứng dụng trong cuộc sống Lợi ích cho mình, lợi ích cho người Thì cái này mới là quan trọng Cho nên đây quan trọng nhất cho nên. cho nên chúng ta nhìn ta thấy một nhà nghiên cứu Một giáo sư Nó khác với một nhà tu ở chỗ này cho nên nhà tu đó vừa biết Mà vừa thực tập Trong cuộc sống của mình Cả một cuộc đời ấy, của một nhà tu này Đó là nhờ thực tập những cái gì mình hiểu biết này Còn nhà nghiên cứu là chỉ nghiên cứu Chỉ biết thôi, viết sách thôi Cho nên bây giờ đó, ngày mới Bước qua giai đoạn mới Gọi là hành Bồ Tát Đạo Hành Bồ Tát Đạo là làm gì? Tức là làm những cái việc Mà mình đọc thấy Trong kinh, trong sách các đức Phật quá khứ làm, các Đức Phật hiện tại đang làm, cho nên mình phải làm thôi. Tại có làm mới có kết quả, chứ còn biết không không có kết quả. Hoá tại sao nữa mà mọi người kính trọng Đức Phật? Đức Phật đó là tôi đã từng xả thân hành bộ tất đạo rồi, đã từng xả thân ra cứu họ rồi. Trong nhiều đời nhiều kiếp tôi đã làm cái chuyện này rồi, cho nên vì họ thọ ơn tôi, cho nên bây giờ họ thấy đó, thì cái trường hợp họ sanh là kính trọng. Cho nên tất cả các Phật tử nghiệm cái chỗ này để mình biết Cho nên có những người mình thấy cái mình sanh ra kính trọng không? Nhưng mà có những người mình thấy cái mình sanh ra thù ghét thôi Phật cái này nằm ở trong nhân quả thôi Tại cái người mình thấy mình sanh kính trọng đó là vì người này đã từng cưu mang Đã từng giúp đỡ mình trong quá khứ rồi Là ân nhân của mình rồi cho nên nhiều mình thấy cái tự nhiên mình sanh kính trọng mặc dầu đã thay đổi cái xác thân khác cái xác thân khác nhưng mà tâm thì nó còn cho nên khi mình chết rồi đó thì cái xác này mình bỏ đây nhưng mà cái nghiệp mình mang theo qua kiếp sau phải không cái ân quán này mang đâu kiếp sau chứ cái mà mình mang ơn nữa mình cũng mang đi mà cái mình thù nghịch mình cũng mang đi mang đi tới kiếp sau nữa mà mình gặp lại với nhau nữa thì thấy cái người này mình ghét mình thù mình biết là cái này là người này đã từng hại mình trong đời trước rồi cho nên tu cái chỗ này là căn bản này giúp được người đó là điều tốt mà không giúp được thì thôi đừng hại người phải không mang cái ân quán này qua đời sau cái này khổ thì qua đời sau cái quán này nó theo nó đòi được cứ nói tôi muốn tu mình không cho tôi tu, tu tại nợ không trả sao mà tu được tu phải trả chứ phải trả nợ nợ tiền thì trả tiền mà nợ mạng thì trả mạng phải không nợ gì phải trả nợ đó hết nữa. không có trốn được đây là cái việc quan trọng cho nên ông thân của thầy đó ngày xưa đó ông ham làm giàu rồi đó ông bị vỡ nợ đi ông khổ sở quá ông mang bệnh rồi ông mới nghĩ tới chùa Ông mới ta thôi để đi về chùa Lại Phật rồi chết Về chùa để lại Phật rồi chết Nghĩ không sống được nữa Nợ nần thì ngập đầu Mà thân thì bệnh hoạn Làm gì nữa Cho nên thôi về lại Phật đang chết Thì bây giờ đó ông về tới chùa Ông lại Phật đó, Bằng cái tấm lòng của ông đó, tự nhiên nó Sao ông thấy mình An, thấy khỏe ra thôi ở nhà thì tính chết rồi nhưng mà về lại phật cái là thấy nó nhẹ nhàng ra gặp ông hòa thượng đó là cái bực chân tu nữa ông nói thôi tất cả những cái gì đó con bỏ qua bên đi giờ chỉ biết phật thôi em chỉ biết phật thôi bây giờ mọi việc trên đời này nữa không còn làm được gì nữa nợ ngập đầu thân bệnh hoạn chỉ còn có cái chết thôi thôi giờ bỏ cái nợ ngập đầu đi bỏ cái thân bệnh hoạn đi chỉ còn có cái tâm phải không? thân bệnh nhưng mà đừng để cho tâm bệnh quan trọng nhất các phật tử tu nên nhớ chỗ này thân bệnh nhưng mà để đừng để cho tâm bệnh cho nên hồi nãy cái thân bệnh nó hành cái tâm khổ nhưng mà bây giờ về chùa lại phật nhờ phật gia bị tới cho nên cái thân thì bệnh vẫn còn nhưng mà cái tâm không khổ nữa cái cảm thấy nó nhẹ nhàng Rồi lần lần nữa khỏe ra được Rồi công quả quét chùa đốt nhang lại phật một lúc rồi ông mạnh ra ông mạnh ra rồi đó hòa thượng mới khuyên thôi con về lo làm để trả nợ đi chứ không có trốn nợ phải không tu không có trốn nợ thầy đức phật không cho cái người trốn nợ đi tu cho nên trốn nợ đi tu là không có đắc đạo được Thôi bây giờ về làm trả nợ Trả nợ xong rồi đó nhớ Bây giờ lên chùa tu phải không Các Phật tử nên nhớ cái chỗ đó Đức Phật hộ niệm cho mình Để mình trả hết nợ rồi đó Mình lên chùa tu Thì ông cụ thầy tới 40 tuổi đi tu đi Trả hết nợ xong rồi đi tu Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng Chúng ta nên nhớ để ta tu thì bây giờ đã Đức Phật Di Đà biết hết rồi Bây giờ nó còn cái việc thứ hai là phải làm Tức là biết rồi nó phải làm Chứ không phải là biết là đủ phải không Phải làm Thì như vậy đó Phước mới sanh ra Gọi là Phước và Huệ Hai cái này đầy đủ Mà có Huệ rồi đó mới tạo Phước này Tại ta biết rồi cho nên ta biết cái gì Biết cái người này đáng giúp Ta tới ta giúp nên ta giúp cái người này Để cho người này nên, nên được Trưởng thành được Trở thành quyến thuộc bồ đề của chúng ta này. Ta giúp họ để họ trưởng thành Thì họ mang ơn ta, họ thương ta chứ Cho nên tìm những người mà Đáng giúp mà ta giúp Chứ không phải ai cũng giúp hết biết không? Ta nên nhiều khi chúng ta giúp cho một người ác Một người xấu Rồi sao nó hại chúng ta nữa Rồi chúng ta nói là Giúp giúp vật vật trả ơn giúp nhân nhân trả quán thầy nhớ hồi nhỏ có đọc cái câu chuyện này có ông thầy tu rồi đó ông thấy một con chim một con rắn đều rớt xuống cái ao hết rớt xuống giếng rồi cái anh thợ săn cũng rớt xuống giếng ba người đó thì ông mới khởi lên cái tâm thương ông mới cứu phải không cứu ba con hai con vật với một người à, câu chuyện là nó vậy đó thành ra khi mà cứu được ba cái người này lên rồi đó một con chim con chim với một con, với một con rắn rồi với một ông thợ săn thợ săn tức là người ác rồi đó cho nên trên cuộc đời này tất cả các phật tử khi mà chúng ta cứu người giúp người chúng ta phải cần nhắc cái chỗ này độ được một người ác thì tốt nhưng mà độ họ phải chuyển được cái tâm họ chứ không chuyển được cái tâm họ mà họ giữ cái tâm ác đó, thì cái này hại hơn nhiều lúc bây giờ cứu xong rồi thì ông tu cũng đâu có để tới chuyện này để ý tới chuyện này nhưng mà con chim đó, thường thường á thỉnh thoảng nó về nó thăm phải không? vậy nó thăm cho nên cái người tu thường thường họ ở đâu thì thấy chim chóc nó tới nhiều là tại vì họ có cái tâm từ họ có cái tâm từ cho nên nó có một sức thu hút vật nhiều khi rắn rít nó không bò ra nhưng mà nó không cắn hồi đó hòa thượng đông hậu có nói với thầy cái này là khi mà hòa thượng ngồi thiền đã ngồi thiền ở dưới gốc cây rồi sao lạ có một con rắn hổ mang đó. nó bò vô nó bò vô mà nó nằm khoanh trong cái tay của hòa thượng hòa thượng hai à, tay ngồi ngồi như vậy đó nó bò nó nằm vô trong lòng đó. mà nó nằm cái đầu nó ngóc lên ở trong cái bàn tay ngài tới hồi ngày xả thiền ngài nhìn xuống ngày thấy Ngày thấy con rắn kinh quá đây là cái sự thật nhưng mà con rắn này nó, nó cảm cái chuyện tu hành của ngài nó tới, cho nên nó hiền, nó không cắn. Ngài nhìn nó ngài cũng thương, mà nó nhìn ngài nó cũng kính. Rồi nó bò ra nó đi, cho nên nó không cắn. Thành các phật tử nghiệm xem, cái này là hòa thượng kể với thầy mấy chục năm về trước khi thầy còn nhỏ gặp hòa thượng hòa thượng kể trong trường đó, cho nên tu nó có nhiều cái lạ. Thì bây giờ đó Cái bữa nọ nó con chim Nó mới lượm được một cái viên ngọc Mà cái viên ngọc đó là Của bà công chúa trong triều ấy. Nó mới tha về Nó nó cúng cho cái Ông thiền sư này nó đền ơn Nó đem về cho ông Thì bây giờ đó nó đem về nó nhả ra cái viên ngọc này cho ổng bây giờ ổng nghĩ mình có viên ngọc này mình làm gì mình tu mà mình làm gì cho nên thôi nghĩ tới cái anh thợ săn kia đó anh thợ săn kia đó ảnh anh nghèo cho nên đi săn bắn anh giết súc vật nó tội thôi giờ mình đem viên ngọc này mình cho anh đi để anh làm ăn anh khá lên anh không làm nghề ác nữa thì đây cái ý niệm tốt của ông đem cho cái ông này đem cho ông này là khi ông này mới nghe được nhà vua mà kêu ai có được cái viên ngọc của công chúa thì đem tới sẽ được thưởng thì ông này đã đem tới để lãnh thưởng đem tới lãnh thưởng bây giờ nhà vua mới hỏi tại sao ông có viên ngọc này bây giờ ông mới nghĩ biết nói gì đây nó tại cái ông sư ông tu trên đó đó mà ông lấy cái viên ngọc này cho nên tôi thấy vậy tôi mới giật tôi đem về tôi đem dâng lại cho vua các vị thấy không cho nên mình đem mình cho nó nhưng mà thiệt ra vì nó đổi cái ân thành quán nó vua qua cho mình tại nó sợ nó sợ vua bắt nó sợ vua trị tội nó cho nên nó mới đổ tội như người khác đây trên cuộc đời này chúng ta hay gặp này nó đổ tội cho mình chứ mình giúp nó nhưng mà đổ tội cho mình thì bây giờ vua mới sai lên bắt ông sư này về Thế nên bắt ông sư này về nữa hỏi ông ông không nói ông không nói chứ tại giờ nếu mà nói ra đó, thì sao khó lắm cho nên đó, thôi tu thôi mình không nói không muốn hại ai không nói thì cái con quạ đó nó thấy ông về ông, ông sư bị bắt đi nó bay theo tới triều gặp ông này gặp ông sư đang bị cột ở đó nó tới nó mới thừa nó nó ừ. ông mới kể cho nó nghe cái chuyện này cho nên nó bay về nó đi tìm con rắn đem đi tìm con rắn thì bây giờ đó con rắn nó mới tìm cái cách nó bò vô trong cung nó cắn cái cô công chúa một cái thì cái trường hộp đó cô này là bị rắn cắn nguy hiểm quá rồi cho nên vua mới biểu ai mà cứu được thì tội gì cũng tha hết tội gì cũng tha cho nên con rắn nó có cái viên ngọc mà nó nhả ra cho ông sư trước rồi nên hay khi nào mà cái chuyện này xảy ra đó, Thầy chỉ cần lấy cái dương ngọc này tới thì trà ngay chỗ đó thôi Ngay chỗ mà rắn cắn đó Thì chữa lành Chữa lành ừ. Thành ra ông sư này vô chữa cho cái Cái cái, cái cô này nó lành Vua mới thả ông này đi Thì ông này mới nói một câu đó Là cứu vật vật trả ơn Cứu nhân nhân trả quán Cứu con vật thì nó trả ơn Con quạ cũng biết trả ơn Con rắn cũng biết trả ơn mà con người lại, lại lấy ơn làm quán không? cho nên trên cuộc đời này nếu ta không có trí tuệ đó ta, ta không có nhìn thấu được cái này đó thì chúng ta dễ chút quả vào thân làm ơn mắc quán cái này nhiều lắm cho nên cẩn thận ở trên bước đường tu cho nên đức phật dạy chúng ta phải biết trước rồi mới làm sao phải biết đức phật mỗi khi ngài đi đâu đó ngài đã thấy trước rồi biết trước rồi Ngài nên đi đâu và tới đó để làm cái gì Đã có định hướng trước Thành ra Đức Phật không có lỗi lầm là nhờ cái chỗ đó Cho nên Đức Phật A-di-đà học với Đức Phật Bảo Thạng cũng học cái này Từ cái chỗ đó mà đi khắp trong thiên hạ Để hành Bồ Tát Đạo có cứu nhân độ thế Thì lúc bây giờ mới có quyến thuộc Bồ Đề Cho nên những người mà ở trên cuộc đời này nó tu Nhưng mà có nhiều quyến thuộc còn có người tu mà không có quyến thuộc là vì lý do này là Khi chúng ta tu đó chúng ta không tạo quyến thuộc Ta chuyên tu ta không tạo quyến thuộc Cho nên ta tu được, ta tu đúng Nhưng mà không ai theo ta hết Còn cái người kia đó là tại vì họ cứu nhân độ thế Cho nên họ có, có quyến thuộc Thì bây giờ người ác họ không có quyến thuộc của người ác không? Người làm ác họ không có quyến thuộc người ác cho nên người nào nó theo cái cái nhóm đó nó tu hành mà theo cái nhóm ác thì ta gọi là ác ma phải không? mà theo tu hành ta gọi là quyến thuộc bồ đề à, trên đời này quý vị nhìn kỹ ra rồi thấy nó có hai hạng, hạng bồ đề quyến thuộc và ác ma quyến thuộc hai cái này khác nhau. thế ác ma quyến thuộc là chuyên môn làm ác chuyên môn hại đời, còn bồ đề quyến thuộc nó là sanh ra để giúp đời cứu người này mới hai cái này thế lực này. Thì bây giờ đó Đức Phật Di Đà mới chọn cái cái con đường tạo Bồ Đề Quyến Thuộc Tên tạo Bồ Đề Quyến Thuộc cho nên Ngài có một số quyến thuộc hết lòng với Ngài Vừa tốt vừa giỏi do đó đó mà Ngài xây dựng thế giới cực lạc Cho nên trên bước đường tu hành của chúng ta Nếu hãy tu hành Bồ Tát Đạo đó, mà không có Bồ Đề Quyến Thuộc Thì chúng ta chỉ chỉ đắc quả là hán thôi là một vị A-la-hán thôi Chứ không thể thành Phật được Nên muốn thành Phật Thì phải có quyến thuộc Bồ Đề Thì phải có người hợp tác với chúng ta Mới làm được chứ một mình thì làm sao làm Cho nên Đức Phật Di Đà nữa là có Có quyến thuộc Bồ Đề Đông Vì vậy đó mà Đức Phật Thích Ca nói là Đức Phật A Di Đà là có cái số quyến thuộc Bồ Đề đó cái hàng mà A La Hán trở lên thì cái trường hợp này cũng đông vô số mà cái hàng bồ tát nhất sanh bổ sứ nó cũng đông vô số phải không mình nói rõ ra đó, người giỏi và người tốt theo ngày đông quá cho nên chỗ nào mà có người giỏi người tốt tới đông đó, thì chỗ đó chắc chắn an lành chỗ đó chắc chắn là tốt rồi thành ra cái trường hợp đức phật tất ca nó là thế giới của đức phật di đà là không có người ác người ác không có vô đây được cho nên chúng ta tu cũng vậy. Nếu mà cái chỗ nào mà người ác quy tụ tới đông thì chắc chắn chúng ta tu không được. Vì vậy mà cần phải gạn lọc, làm sao cái người ác không không cho vô được. Cái người ác đi vô, cái người nhiều chuyện đi vô thì cái này phiền lắm rồi. Vô đây để ăn cắp, ăn trộm, vô đây để lừa dối, lường gạt thì làm sao không tu? Cho nên tất cả cái thành phần này loại ra Gọi là địa ngục ngạ quỷ súc sanh không có ở đây Cái người ngang ngược, cái người gian tham Cái người trộm cắp, cái người hung dữ Cái loại này là nhất định không cho vô Loại này Dứt khoát như vậy đó. Chỉ có người nào mà quyết tâm tu đó Thì mới cho vô để tu thôi đó là cái việc quan trọng Cho nên Đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta đây cũng lại chọn cái mô hình của Đức Phật Di Đà đây. Vì vậy mà lấy cái ngày vía Đức Phật Di Đà nữa, làm cái ngày khởi đầu để chúng ta tu. Cho nên những người tới đây phải là những người chuyên tu. Những người hành Bồ Tát đạo, những người thích tạo công đức, như muốn làm Phật trong tương lai chứ không thể làm ác ma được. Cho nên cái khởi đầu chúng ta tu nữa là chúng ta phải có cái thầy hiền bàn tốt để mà hợp tác với nhau tu hành thì đây là quan trọng thì bây giờ cái cách tu của chúng ta đương nhiên là phải khó phải khó phải khổ thì có khó có khổ đó thì cái người lười đó cái người xấu đó, thì họ không thể chịu nổi họ đi ta nói ở đây hồi mấy năm trước là thầy tức là mỗi năm ngày tết thầy mới mở cửa cho lên chính điều một lần nhưng mà lên chánh điện đó thì phải ngồi ở dưới dưới đất cái chờ đông đó thì lúc bây giờ mới có người dẫn lên lại phật rồi xuống thôi chứ không phải cái chỗ tham quan chỗ chơi cho nên những người tham quan những người đi tới chơi đó thì cái trường hợp đó họ ngồi chờ lâu quá họ chán quá bỏ đi phải không Đây, thì những người đó họ đi còn cái người nào mà bền gan đó, quyết tâm để lên lễ phật thì dù có chờ lâu họ cũng chờ. Thầy để ý, thầy thấy như vậy. Thầy nói ở à, cái người này có căn lành này, cái người này quyết tâm tu này. tức là nhất định phải chờ cho tới bao giờ lên lễ phật được thôi. Đây là cái điều quan trọng. Mà sau này đó thầy gặp một vài nhà trí thức, họ nói với thầy cái điều này, họ nói khi mà tôi tới chùa nữa, tôi thấy cái sắp xếp như vậy đó, tôi thấy hơi lạ hơn các chùa khác cho nên tôi muốn biết cái cách tu do đó mà tôi kiên nhẫn tôi ngồi tôi chờ phải không ngồi chờ để lên lễ phật mà lên lễ phật lên chánh điện rồi đó tại vì cái cảnh nó yên tĩnh mà con người nó không bát nháo cho nên nhìn thấy đức phật ngồi một cách trang nghiêm như vậy nữa thành ra tự nhiên lòng tôi thấy an lành cho nên thích đi về chùa lễ Phật là chỗ này. Đây, thì cái trường hợp mà mình có cái quyến thuộc bồ đề là cái quyến thuộc này là tốt nhất. Cái người này thích tu, thích tu, cho nên họ sẽ tới với mình. Còn những người khác đó, thì họ không kiên nhẫn được, họ không tu được, thì họ bỏ đi. Cái thứ hai nữa là gì? Thành ra chùa mình đây này, chùa Yên Nghiêm các vị đi khắp nơi hết không thấy có để thùng Phước xương phải không khác như các chùa khác để thùng cho nên nếu mà mình có để thùng Phước xương thì cái này mình gợi cái lòng tham cho những kẻ ăn trộm cho nên những kẻ ăn trộm anh đi vô trong chùa mình được anh đi vòng vòng thấy không có gì để lấy hết phải không bây giờ các phật tử nghiệm xem vô đây lấy cái gì đây trong chùa mình không có cái gì có thể lấy được cho nên thôi không bố làm chi đây, cho nên mình yên ổn được mình tu đó là nhờ cái cách bố trí của mình chứ còn nếu mà người đi tới đây mà đem túi sách mang tiền bạc theo nhiều máy móc rồi đó thì cái trường hợp này coi chừng ăn trộm ấy, nó để ý nó lấy còn mình tới bằng người không thôi bỏ đủ mấy đồng đi xe buýt tới thôi thì cái trường hợp này nó thấy Ờ, những người những người tu hành những người không có tiền bạc gì hết thôi nó để cho mình yên mình tu phải không đây là cái cách cái cách bố trí của mình cho nên thầy chọn cái ngày vía đức phật di đà làm cái ngày khởi đầu chúng ta tu gia hạnh Thế đã khởi đầu thì bây giờ trong cái mùa gia hạnh này chúng ta suy nghĩ về đức phật di đà xem cái hành trạng của ngài như vậy đó hành trạng của ngài như vậy thì cái trường hợp này đó Ta tu và hạnh chúng ta không dám vô cái này Tại vì cái thứ nhất là vô lượng thọ của Ngài Tức là phải sống lâu Thầy sống lâu mới làm được việc nó Mới tích tụ được công đức Chứ còn nếu mà chết sớm quá thì làm được gì phải Nên nó trường hợp như thầy vậy đó nếu mà hồi đi học mới về ba mấy tuổi đó chết thì làm được gì không cho nên nhờ sống thêm mấy chục năm nữa đó Cho nên bây giờ tới 84 tuổi đó Thì bây giờ mới làm được số việc Cho nên nhờ sống lâu mới làm được việc Mà trong lúc đó sống lâu đó Muốn làm được việc đó, thì phải khỏe mạnh đó. Sống lâu mà khỏe mạnh thì mới làm được việc Chứ sống lâu mà đau yếu đó, Thì cái trường hợp này lại càng tốn kém thêm nữa Mà không được gì hết mà phải tốn kém Mà muốn sống lâu khỏe mạnh đó, thì đức pháp chủ dạy chúng ta thân phải sạch thân phải sạch cho nên đầu tiên thầy nói là phải cải tán cái mộ địa trong bao tử chúng ta trước phải làm cái này trước đi thầy thực chất tu cho nên trong ba tuần mà tu gia hạnh này nếu mà các phật tử nào chưa ăn chay được thì cũng nên tập ăn chay tập ăn chay thì để cải tán cái bao tử mình trước Tại bao tử mình nó nó chứa không biết bao nhiêu sinh linh trong này nữa. Cho nên nó cải tán nó mình tập ăn chay. Mình tập ăn chay được. Khi mà mình ăn chay được rồi đó thì lúc bây giờ cái cơ thể mình nó quen được với đồ chay rồi đó thì nó lại có một cái cái sức đề kháng mà rất tốt. Cho nên thầy để ý thầy thấy là tất cả các cái bệnh truyền nhiễm, các cái bệnh truyền nhiễm nhất là các cái loại siêu vi này đó, từ trước tới giờ nó xảy ra là chúng ta biết được đó, là nó nó từ các loại động vật từ các loài động vật, ta nghiên cứu ta thấy nó từ các loài động vật mà sanh ra, cho nên cái bệnh này đó là từ các loài động vật Sanh ra, nhưng mà chúng ta ăn thịt động vật nhiều quá đó thì ở trong cái cơ thể chúng ta tất cả các cái tế bào chúng ta nó đều cấu tạo bằng cái chất protein của động vật hết còn cái người ăn chay thì cái tế bào của nó nó cấu tạo bằng cái cái protein thực vật thành ra thực vật nó không thích hợp với với siêu vi các loại vi trùng này không thích hợp cho nên nó dễ tấn công, rồi nó thêm cái nữa ta thấy gì? cái người ăn thịt động vật á, mà lại ăn thịt động vật do nuôi bằng những cái chất á, mà phát triển nhanh nữa, thì những người này ở cơ thể họ lại cũng phát triển nhanh nữa, cho nên những người này chết nhiều nữa. thì cái trường hợp này là gì? thứ nhất là ăn thịt động vật chúng ta dễ bị cảm nhiễm chúng ta dễ bị sanh bệnh chúng ta dễ bị chết là chỗ này đó hòa thượng pháp chủ nó là cái thân không sạch cái thân chúng ta không sạch này cho nên bệnh này chết này chết sớm này cái thân không sạch bây giờ nên muốn sống lâu thì phải cái thân cho sạch mà thân sạch thì chúng ta phải ăn đồ tinh khiết ăn rau ăn quả nhưng mà ăn nhẹ thôi vì vậy ngày xưa những người tu tiên họ trường thọ họ sống dai là vì họ ăn rau quả thôi nhưng mà hơn chúng ta bước là họ không ăn đồ nấu họ không đồ nấu họ tu tiên là ăn trái cây thôi thầy có quen với những người tu mà theo kiểu này rồi họ không ăn không có ăn đồ nấu không ăn cơm giống như chúng ta nhưng mà ăn trái cây không nhưng mà họ chịu được là họ vẫn khỏe mạnh có theo khỏe mạnh hơn ta nữa thì cái trường hợp này thân họ sạch thân họ sạch rồi cái thân họ sạch đó, kèm theo cái tâm họ sạch đó, tác động qua cái tâm cái tâm cũng sạch theo luôn cho nên cái người ăn chay đó thì thường thường người ta nói là ít nóng giận phải không ít ham muốn cái người ăn chay sẽ ít ham muốn và ít nóng giận thì từ nơi nơi cái chỗ mà ăn chay thôi đó mà đã ít nóng giận ít ham muốn rồi nữa, thì bệnh tật cũng ít sanh ra Tại nên Hòa Thượng sống tới 105 tuổi Cho nên Hòa Thượng nói cái này mình có thể nghe và tin được Chứ một người chết yếu mà nói cái này thì ai tin được Thấy, Hòa Thượng sống thiệt Tại hỏi Hòa Thượng làm sao sống dai cái, 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 cách sống như thế nào để mà sống thọ Hòa Thượng nó không có gì hết nữa. Thân sạch tâm sạch thì sống lâu thôi Cái người tâm buồn phiền lo lắng sợ hãi Thì người đã chết mau hơn còn cái người mà tâm thanh thản hay nói cách khác là người biết tu phải không? Người biết tu là coi cái sự sống Với cái chết là bình thường Và thường nói một câu rất đơn giản Tại nên khi sống Thì làm được cái gì cho đời Thì cố gắng làm Và khi nào Phật gọi thì về thôi Đơn giản vậy, không sợ Hay Phật gọi thì mình về Còn Phật chưa gọi thì mình coi Ở đây còn làm được cái gì đây thì ráng làm Đây là người tu thật Thầy chọn cái ngày Vía Di Đà làm cái ngày khởi tu hành phổ hiền của mình. Nhưng mà tính từ cái ngày Vía Phật Di Đà tới ngày 17 mà cho tới ngày mùng 8 tháng Chạp nó đúng 21 ngày thì nó đúng 3 tuần của ngày phổ hiền gọi là gia hạnh. Cho nên chúng ta thực tập cái gia hạnh này đó là đi theo này. Thì trong 3 tuần gia hạnh này đó là các Phật tử nên thực tập cái đó. Cái thứ nhất là Thầy nói làm sao cho thân sạch và tâm sạch thân sạch đó, thì trường hợp này ta cố gắng hạn chế ba việc sát đạo dâm này, ăn chay thì tốt hơn phải không để tu còn cái tâm sạch đó, đừng nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia mà chỉ nghĩ tới những lời đức phật dạy rồi chúng ta ứng dụng trong cuộc sống chúng ta ta đã tu hạnh thanh văn cũng được mà tu hạnh bồ tát cũng được ảnh nào cũng được hết kinh phật dạy cái nào cũng được hết ngồi thiền cũng được niệm phật cũng được cái nào cũng được hết nhưng mà làm cho cái tâm chúng ta sạch thì chỉ đem phật pháp vào lòng thì nó sạch thôi ta đã đem phật pháp vào lòng thì nó mới rửa sạch được cái tâm trần của mình chứ còn mình đem cái chuyện này chuyện kia vào lòng mình thì cái trường hợp này nó làm cho lòng của mình nó nó phiền lụy thêm phải không đây là cái điều rất là quan trọng cho nên khi mà thầy thấy một thầy mà cầm cái tờ báo công an đọc mà đọc những cái chuyện mà gọi là cướp của giết người này kia thầy hỏi sao thầy không đọc báo giác ngộ ông nói với thầy báo giác ngộ đọc không có cái gì vui hết nên đọc cái này nó chém người ta phải không nó giết người ta nó chặt người ta ra nó bỏ trong bao kinh quá thành các phật tử nên nhớ thôi cái gì mà kinh quá thì thôi mình tránh đi còn mình đọc báo giác ngộ là mình muốn giác ngộ thì mình phải đọc báo giác ngộ chứ ở trong đó nó có những cái bài viết mà kinh nghiệm của người trước người ta tu mà người ta được an lạc cho nên là chuyên đọc cái này thì lần lần Cái tâm mình an lành hơn cho nên thầy hồi nhỏ chưa có báo giác ngộ Nhưng mà thầy đọc báo từ vi âm Thầy đọc báo viên âm cho nên nhờ từ vi âm Nhờ viên âm Mà đem mấy cái câu chuyện đó vô trong lòng Rồi nhờ những cái câu chuyện đó Mà nó tẩy lần những cái nghiệp ác của mình Rồi cái tâm nó sạch lần đi Mà cái tâm sạch lần đi Thì mình hiền lần ra phải không Mình tốt lần ra thì mình sẽ có bạn tốt tới gần với mình nhiều hơn Thì mình sẽ làm được nhiều việc hơn thôi Cách tu nó chỉ đơn giản vậy Nó có gì hết Muốn tâm sạch thì đem Phật Pháp vô Hồi nào rảnh Thì lấy Kinh Pháp Hoa ra tụng Kinh Hoa Nghiêm ra tụng Kinh Di Đà ra tụng cũng được để từng công chuyện, từng công chuyện Đức Phật đã nói đó Mình đem vào trong Rồi chính nó tự động nó rửa lòng mình thôi Thành các Phật tử nghiệm xem Nếu khi mình nghe một cái chuyện ác Thì lòng của mình nó thế nào Rồi nếu mình nghe được một cái chuyện tốt Ở trong kinh thì lòng mình thế nào Cho nên nếu cái người mà có căn lành Thì thường đọc những câu chuyện của các vị Bồ Tát Các vị cao tăng Những cái tu hành của họ đó Mình thấy, mình thích Và mình muốn làm theo đó Thì lần lần nữa, cái này mình có thể khá được thì cái khởi đầu ở trong cái mùa tu là thầy nói là nương theo cái hạnh của đức phật di đà trước mà nương theo hạnh đức phật di đà suốt trong khoảng thời gian đó đó chúng ta trì kinh pháp hoa phải không trì kinh pháp hoa thì trong lúc đó đó chúng ta bắt gặp được các vị bồ tát nhiều hơn thì cái trường hợp này các vị bồ tát gọi là tu theo hạnh bồ tát ở trong kinh pháp hoa cho nên họ làm họ làm thì bây giờ thì chúng ta suy nghĩ mà ta chưa làm được thì chúng ta suy nghĩ thì chính suy nghĩ cái điều tốt đó đó chúng ta cũng có lợi được. Cho nên thầy hồi nhỏ mà đọc tới cái cái phẩm diệu âm bồ tát đó, trong kinh pháp hoa nữa ta đã đọc cái phẩm này thầy ngộ được cái phẩm này mà cái khởi đầu tu thuận lợi. Trong mùa gia hạnh mà chúng ta đọc mà chúng ta bắt gặp được cái gì ta thích thì tự nhiên lòng chúng ta nó có cái quyết tâm. Thành ra Bồ Tát Diệu Âm có một cái đặc biệt là gì? Phải biết cái chỗ này này. Ta chỗ nào mà có người họ quý trọng mình, phải không? Họ quý trọng mình và họ cũng có một cái hiểu biết mà chia sẻ được thì chỗ đó mình nên tới. Đây cái đặc biệt của Diệu Âm là chỗ này. Cho nên trong kinh đó là Đức Phật Thích Ca muốn mời Ngài Diệu Âm tới đó Thì Ngài phóng hai đạo hào quang Một đạo hào quang từ vô kiến đảnh tướng Một đạo hào quang từ ở Bạch Hào Tướng Mà chiếu thẳng vào người Diệu Âm Thì Diệu Âm tới thế giới ta bà Tức là tới Tới Linh Thiếu Sơn Tức là tới với Đức Phật Thích Ca đó Thế nên ta học Diệu Âm ta học chỗ này Ta những người nào mà quý trọng chúng ta phải không? Tại vì họ quý trọng chúng ta thì bây giờ chúng ta mới có thể giao tiếp được. chứ còn cái người mà họ khinh rẻ chúng ta làm sao chúng ta giao tiếp? Đấy, cho nên chỗ, chỗ mình nên tới là cái chỗ đó mình có thể giao tiếp được người đó, mà người đó quý trọng mình. Cái thứ hai đó là người đó nói mình nghe được, mà mình nói người đó cũng chịu nghe. Chứ hai người đó không ai muốn nghe ai hết Mà ai cũng muốn dành nói hết thì sao Nên bây giờ thầy nói Các Phật tử muốn nghe thì thầy nói Hai người mà Không ai muốn nghe ai hết Mà ai cũng muốn nói hết Thì thôi chỗ này tránh Chỗ đó là dịu âm không tới Cho nên khi mà chúng ta tu theo kinh pháp qua đó, Ta chỉ lập một hạnh này thôi Thì chúng ta cũng thấy nó có kết quả rồi Ta nên người này nói ta nghe được mà ta nói người này chấp nhận được thì đây là bạn tốt của chúng ta đây. cho nên kết bạn tu hành ở chỗ đó đó, quyến thuộc bồ đề chỗ đó. còn mà ta nói đó mà ta thấy họ muốn nghe, thôi không nói nữa. Ta nói mà ta thấy họ muốn nghe thì ta không nói nữa. còn họ nói những cái điều đó mà thấy hơi nguy hiểm, thôi tránh đi. để bị nhiễm. Tại vì họ nói cái chuyện của họ mà nó không hợp với mình mà mình ở mình nghe đó một là mình nhiễm mình hư phải không hai là ngược trở lại cái này phiền toái lắm cho nên học một cái hạnh của diệu âm không đó, chúng ta đã thấy nó cũng có cái kết quả tốt trên bước đường tu rồi đấy. cho nên các phật tử đó, trong mùa gia hạnh ba tuần ta cố ta trì kinh trì kinh có nghĩa là ta đọc ta suy nghĩ từng việc từng việc một ở trong bộ kinh pháp hoa trong cái khai kinh pháp hoa bảo là vô biên diệu nghĩa quản hàm tạng cái nghĩa sâu xa trong kinh pháp hoa này nó có nhiều lắm này nó chứa trong này nhiều lắm này ta nên cần phải suy nghĩ suy nghĩ rồi thấy rồi thực tập thì thấy nó có kết quả chứ thì khi mà thầy thực tập theo theo ngài diệu âm thì cái trường hợp thầy thấy có kết quả cho nên trong suốt đời tu thầy đã không mang cái tiếng nhiều chuyện còn các huynh đệ khác tức là thích nói thích nói thích nghe cho nên nó cứ dụm năm giùm ba nói cái chuyện chuyện phải trái hơn thua trên cuộc đời thành tới cuối cùng thì thì bỏ tu rồi chạy theo đời rồi chết hết thôi thành nên nhìn lại mình thấy đó, mình mới tu được một hạnh thôi mà nó không phải có cái kết quả đâu đây là cái việc quan trọng thì thầy ngừng ở đây thì tới cái ngày mà mùng 8 tháng chạp đó, thì thầy sẽ nói một buổi về ý nghĩa thành đạo trong ba tuần tu gia hạnh này thầy mong tất cả phật tử chúng ta trong nước cũng như ngoài nước ai tu theo cái mùa gia hạnh của kinh pháp hoa thì nỗ lực để chúng ta gặt hái được những cái thành quả tốt đẹp làm nhân cho những mùa tu tới và cho những cái kiếp về sau